Tính đến ngày 2 tháng 4, qua tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng bộ đội Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện 30 công dân nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam qua đường mòn lối mở biên giới. Trong đó, địa bàn đồn biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong phát hiện 7 trường hợp, địa bàn đồn biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương phát hiện 7 trường hợp và địa bàn đồn biên phòng Keng Du, huyện Kỳ Sơn phát hiện 16 trường hợp. Tất cả các trường hợp công dân bị phát hiện nhập cảnh trái phép sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly. Sau khi hết thời hạn cách ly thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.